Xin chào quý anh chị em cùng toàn thể các bạn rất thân mến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Kinh Thánh nói gì về sự luân hồi. Cách đây không lâu, một nữ diễn viên đang danh tiếng đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn chính thức đăng trong một tạp chí rằng: "Tôi chính là một người Công giáo, nhưng tôi vẫn tin có sự luân hồi. Từ lâu, tôi đã tin rằng cuộc sống hiện nay là lần sống thứ ba của tôi. Lần sống thứ nhất của tôi là một công chúa Ai Cập. Lần thứ hai, tôi là một nữ hoàng của đế quốc Roma. Và lần thứ ba là tôi đầu thai thành một nữ diễn viên đây." Dù những kết quả sau thực sự khó tin qua mỗi lần điều tra, thì con số ngày càng tăng, dù họ là người Công giáo mà vẫn tin có sự luân hồi. Qua cuộc điều tra thực hiện tại Argentina, trong đó phần lớn giới Công giáo, ông Gallup cho biết có 33% người tin vào sự luân hồi. Tại châu Âu, có 40% dân số tin vào sự luân hồi này. Tại Brazil, có 70% dân số tin là họ đang được đầu thai. Trong số những người trên, có 34% là người Công giáo, 29% là người Tin lành và 20% là lương dân hàng tin vào sự luân hồi ấy. Vì thế, niềm tin vào sự luân hồi đã làm thành một hiện tượng lan tràn khắp thế giới. Từ đó, ai ai cũng chú tâm vào vấn đề này. Nhiều đài phát thanh, truyền hình, nhật báo, tạp chí và cả rạp chiếu phim cũng liên tục phát tán không công về vấn đề luân hồi này. Nhưng vì sao thuyết luân hồi này lại thu hút nhiều người đến như thế? Sự luân hồi nghĩa là gì? Sự luân hồi là tin vào một điều theo đó là khi một người chết thì hồn của người ấy lập tức lìa khỏi xác, rồi sau một thời gian hồn ấy lại mặc lấy một thân xác khác và trở lại sống trên trần gian. Đối với những người này, hiện trở thành người sống trên trần gian này thì cũng đã trải qua nhiều lần đầu thai rồi. Vậy tại sao hồn người ta lại phải đầu thai như thế? Tại sao khi đã đầu thai vào một cuộc sống mới, người ta lại phải đền trả những tội lỗi đã phạm trong đời sống hiện tại hoặc nhận được phần thưởng vì đã sống thái độ ngay thẳng? Có thể nói, linh hồn con người đang tiến hóa dần dần, và khi trải qua nhiều lần đầu thai liên tiếp, linh hồn được phép tiến triển cho đến khi đạt được sự hoàn thiện. Về điểm này, khi được biến đổi sang một tinh thần thanh khiết hoàn toàn, linh hồn không cần phải đầu thai nữa và mãi mãi ngập tràn sự vĩnh cửu vô tận. Quy luật mơ hồ này buộc linh hồn đầu thai vào một định mệnh không thể tránh được và được gọi là quy luật của karma, dịch theo tiếng Việt nghĩa là nghiệp chướng. Theo thuyết này, thân xác không gì khác hơn là một lớp vỏ bọc bên ngoài mau tàn chóng lụi, là một thứ bị hủy diệt, còn linh hồn thì bất tử, thì được cất nhắc lên cao mãi mãi, và vào một thời điểm cuối cùng, linh hồn được phép tách ra để tạo thành một phần sống khác. Linh hồn đã đầu thai rồi mà vẫn còn lang thang vất vưởng thì được gọi là kẻ phải chịu đầu thai nữa. Theo đó, nếu một người phạm nhiều tội thì hồn người ấy có thể chịu đầu thai làm súc vật và thậm chí thành cây cỏ nữa. Vậy lợi ích đem lại của những điều này là gì? Những ai tin tưởng vào sự luân hồi nghĩ rằng điều này đem lại nhiều lợi ích. Lúc đầu, nó đem lại cho chúng ta cơ hội thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Ở trong tình trạng bất chính là liều đánh mất tất cả tương lai chúng ta trong một lần duy nhất. Ngoài ra, người đó phải chịu đau khổ và cam chịu sống mãi kiếp sống nhiều phiền muộn và khổ sầu. Còn sự luân hồi lại cho phép người ta bắt đầu một cuộc sống mới. Mặt khác, thời gian sống duy nhất của con người thì không đủ để đạt được sự hoàn thiện cần thiết. Điều này cần có một nơi thanh luyện từng bước một. Vào lúc chết, chẳng có ai sống tốt lành mà được coi là đạt đến tình trạng hoàn thiện được. Nên sự luân hồi mới cho phép con người đạt được sự hoàn thiện cho những lần đầu thai trong những thân xác khác. Cuối cùng, sự luân hồi giúp lý giải những điều khó hiểu nào đó. Chẳng hạn, một người nào đó không thông minh bằng người khác. Sự đau khổ chi phối muôn mặt nơi con người. Sự thông cảm và ác cảm nơi con người với nhau. Một số người lập gia đình mà vẫn bất hạnh, vân vân và vân vân. Hay người chết trẻ. Tất cả những vấn đề này dễ lý giải hơn nếu những người này đền trả các nợ nần hay lập các công trạng trong kiếp trước. Vậy khi linh hồn không còn tồn tại nữa? Do đó, sự luân hồi là một giáo thuyết mê hoặc và gài bẫy vì nó như muốn giải quyết các vấn đề sâu xa của đời sống con người. Hơn nữa, nó làm cho con người mê man tò mò tìm đến những người danh tiếng tự cho mình trước đây đã được đầu thai. Dù sao, lòng khao khát này giúp cho con người quên đi cuộc sống vô nghĩa của mình và giúp cho họ thoát khỏi cuộc sống u mê và lề thói thường ngày chúng ta bị lôi cuốn. Nhưng niềm tin vào sự luân hồi phát sinh thế nào? Các nền văn minh cổ xưa nhất của Sumer, Ai Cập, Trung Quốc và Ba Tư
không hề biết đến sự luân hồi. Sức mạnh vô song họ dành vào việc khai sáng các kim tự tháp, lăng mộ và việc ướp xác cho thấy họ tin chỉ có một cuộc sống duy nhất trên trần gian này. Nếu tin rằng người chết quay trở lại đầu thai vào một kiếp sống khác, họ đã chẳng bỏ công ra lãng phí rất nhiều thời giờ với những công trình trang hoàng, với những gì mà họ chuẩn bị cho cuộc sống mai sau của mình. Thế thì tại sao lại có thuyết luân hồi? Lần đầu tiên xuất hiện thuyết luân hồi là ở Ấn Độ, thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Những người đầu tiên này, dù còn gắn bó với nhiều tinh thần nhà nông, cho rằng tất cả những gì trong thiên nhiên, sau khi đã hoàn tất vòng sống của chúng sẽ đầu thai lại, tương tự như mặt trời mọc lúc hừng đông rồi lặn lúc chiều tà, và lại quay trở lại mọc lúc hừng đông. Trăng tròn sẽ mờ dần đi, rồi luôn quay trở lại lúc trăng tròn nhất. Các ngôi sao lặp lại cùng một chu kỳ và một giai đoạn của chúng trong mỗi năm. Các mùa hạ và mùa đông thay đổi tuần hoàn không sai lệch. Đồng ruộng, hoa cỏ, lụt lội, tất cả đều luân phiên xuất hiện rồi hoán chuyển không ngừng. Cả cuộc sống cũng là điều xảy ra theo chu kỳ tuần hoàn mãi mãi. Những khẳng định trên khiến họ phải suy nghĩ rằng con người chết rồi phải quay trở lại lần nữa trên trần gian. Tuy nhiên, khi cho rằng xác chết con người sẽ phân hủy, họ hình dung chỉ có hồn con người mới quay trở lại để mặc lấy một thân xác mới và tiếp tục một cuộc sống mới. Với thời gian, họ vận dụng niềm tin này để giải thích rõ ràng các vấn đề nào đó của cuộc sống, chẳng hạn những điều khác thường của con người đã nói ở trên, và xem là không thể lý giải được đối với tâm trí ngây ngô và chóng qua của thời đại ấy. Khi Phật giáo ở Ấn Độ khai sinh vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thì Phật giáo đã ủng hộ cho niềm tin vào sự luân hồi này. Và niềm tin này đã lan sang Trung Quốc, Nhật Bản, Tibet, nay là vùng tự trị ở phía bắc Trung Quốc thuộc Hy Mã, Lạp Sơn, và còn lan đến tận Hy Lạp và Roma nữa. Niềm tin này cũng thâm nhập vào trong các tôn giáo khác vốn có những yếu tố niềm tin tương tự. Chúng ta sẽ nói đến Kinh Thánh. Ông Gióp từ lâu đã không tin vào sự luân hồi. Tuy nhiên, những người Hippri từ lâu đã không muốn chấp nhận quan niệm luân hồi này, và trong các văn phẩm sách thánh của họ, họ đã hoàn toàn chối bỏ thuyết này. Chẳng hạn Thánh Vịnh 39, khi suy gẫm về đời sống ngắn ngủi này, nói rằng: "Xin Ngài ngoảnh đi khỏi con, và con được thanh thỏa vào lúc trước khi con ra đi và không còn nữa." Trích trong câu 14. Hay Thánh Vịnh 49, khi suy gẫm về số phận người giàu cũng như người nghèo, nói rằng: "Mộ của họ là nhà đến mãi mãi, nơi cư trú của họ đến muôn đời muôn kiếp." Trích trong câu 12. Suốt thời gian bệnh tật nghiêm trọng của mình, ông Gióp nghèo khổ cầu khẩn Thiên Chúa: "Xin Ngài để con một mình, để con được thanh thỏa đôi chút trước khi con ra và đi, và con không trở lại cõi đất tối tăm và bóng tử thần." Vua David cũng không tin. Niềm tin vào sự luân hồi chúng ta nói đến xuất hiện vào cùng hai thời điểm sống của vua David. Thời điểm thứ nhất, khi được chấp nhận thưa chuyện, người đàn bà đã nói với vua David: "Chúng ta chắc chắn phải chết, như nước được đổ xuống đất mà không được hốt lại." Thời điểm thứ hai, khi thấy con mình chết, vua David nói: "Khi đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc, nhưng giờ nó chết rồi, ta ăn chay để làm gì? Liệu ta có thể làm cho nó trở lại được chăng? Ta đi đến với nó, chứ nó không thể trở lại với ta." Chúng ta cũng thấy rằng trong Cựu Ước không thấy nói đến ý niệm sống lại, thì cũng chẳng nói đến việc trở lại trần gian từ cõi chết. Điều mới lạ thâm nhập. Tuy nhiên, vào năm 200 trước công nguyên thì vấn đề thế giới hậu lai được lý giải rõ ràng mãi mãi. Trong kỷ nguyên này, niềm tin vào sự sống lại đã thâm nhập vào đời sống của dân Hippri, và cuối cùng đi đến việc khẳng định có thể có sự luân hồi. Niềm tin mới mẻ này cho rằng khi một người chết thì lập tức người ấy được hồi sinh và được sống lại, nhưng không phải hồi sinh trên trần gian, nhưng trong một trạng thái gọi là vĩnh cửu. Người ấy bắt đầu sống một cuộc sống khác, không bị giới hạn trong thời gian cũng như không gian. Đây là cuộc sống không bao giờ chết nữa, và vì thế mà gọi là đời sống vĩnh cửu. Niềm tin này xuất hiện lần đầu tiên trong Kinh Thánh ở sách Daniel. Sách nói đến một thiên sứ mặc khải điều bí mật này: "Nhiều người trong số những người ngủ trong đất bụi sẽ trỗi dậy, có những kẻ hưởng sự sống vĩnh cửu, có những kẻ chịu sự sỉ nhục và sự ghê tởm muôn đời." Vì thế, cuộc sống ngay sau cái chết là cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống này là hạnh phúc đối với người lành và đau khổ đối với kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, cuộc sống nào cũng là vĩnh cửu. Chúng ta thấy
Niềm tin này được đề cập đến lần thứ hai trong một trình thuật nói về vua Antiochus thứ tư thuộc Syria đã hành hình 7 người anh em Do Thái khi bắt họ phải chối bỏ niềm tin của mình lúc sắp chết. Người thứ hai nói với vua: "Ông, khai trừ chúng tôi khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời." Vì thế, cựu ước nói đến việc không thể trở lại cuộc sống trần gian sau khi chết. Sau khi trải qua cuộc sống ngắn ngủi và đau khổ, con người sau khi chết sẽ được sống lại. Còn điều Đức Giêsu đã nói, với quyền năng của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô chính thức xác nhận đạo lý này trong dụ ngôn ông nhà giàu. Tác giả nói về một người ăn xin nghèo khó tên là Lazaro khi chết đã được các thiên sứ đem ngay về trời. Cùng trong dụ ngôn này lại nói về ông nhà giàu nhưng vô tâm, thì khi chết đã bị đẩy xuống âm phủ chịu lửa thiêu đốt mãi mãi. Đức Giêsu không nói rằng ông nhà giàu phải đầu thai lại để chịu khốn khổ do tội lỗi đã phạm trên trần gian gây nên. Trái lại, dụ ngôn chỉ giải thích rằng vì đã có thái độ sống bất chính mà ông nhà giàu đã nhận được nhiều phần phước trên trần gian rồi. Còn bây giờ, nghĩa là vào lúc chết trong đời sống vĩnh cửu chứ không phải trên trần gian, ông nhà giàu phải chịu khốn khổ vì tội lỗi của mình. Trong tuyệt vọng, ông nhà giàu kêu xin tổ phụ Abraham cho phép Lazaro trở lại trần gian vì ông ta có 5 người anh em tội lỗi hơn ông còn sống, để cảnh cáo họ về những gì đang chờ đợi họ nếu không hoán cải cuộc sống của mình. Nhưng ông Abraham đáp lại điều đó là không thể được, vì giữa thế giới này và thế giới kia có một vực thẳm mà không ai có thể qua được. Ông nhà giàu bị kết án đã quá lo lắng khi nói rằng các người anh em của ông chỉ có một cuộc đời để sống, một khả năng duy nhất, một cơ hội duy nhất để làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Số phận của người trộm lành. Khi Đức Giêsu chết trên thập giá, tin mừng thuật lại rằng một trong hai tên trộm bị đóng đinh bên cạnh người thưa rằng: "Lạy Đức Giêsu, xin Ngài hãy nhớ đến tôi khi Ngài vào vương quốc của Ngài." Nếu Đức Giêsu chấp nhận sự luân hồi, thì người phải nói với tên trộm lành: "Anh hãy kiên nhẫn, các tội ác của anh nhiều lắm, anh phải trải qua các cuộc đầu thai khác nhau cho đến khi anh thanh luyện hoàn toàn." Nhưng Đức Giêsu lại nói: "Tôi nói thật với anh, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng cùng tôi." Mỗi người đều ở trên thiên đàng. Đó là lý do tại sao không bao giờ còn ai có thể để lại mà đầu thai trên trần gian nữa. Thánh Phaolô cũng chối bỏ sự luân hồi. Thực ra, khi viết thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân nói với họ rằng: "Tôi bị giằng co giữa hai đàng, có lòng khao khát ra đi và ở với Đức Kitô, nhưng ở lại trong thân xác thì cần thiết vì anh em." Nếu thánh nhân tin có sự luân hồi thì Ngài đã chẳng khao khát chết. Ngài sẽ trở lại để đời đối mặt với những đau khổ trong cuộc sống mới trên trần gian. Sự trái ngược hoàn toàn. Khi giải thích cho các tín hữu Corinto những gì sẽ xảy ra trong giờ chết, Thánh Phaolô nói: "Việc sống lại của kẻ chết cũng vậy. Cái được gieo xuống thì hư nát, được trỗi dậy thì bất diệt. Được gieo xuống thì hèn hạ, được trỗi dậy thì vinh quang. Được gieo xuống thì yếu đuối, được trỗi dậy thì mạnh mẽ. Được gieo xuống là thân thể tự nhiên, được trỗi dậy là thân thể có thần khí." Người Kitô hữu tin vào sự luân hồi không? Chắc chắn là không. Quan niệm cho rằng mặc lấy một thân xác khác và trở lại trần gian sau khi chết thì hoàn toàn trái ngược với đạo lý của Kinh Thánh. Kinh Thánh khẳng định dứt khoát và xúc tích rằng không thể chấp nhận sự luân hồi. Điều này được nói rõ trong thư Hippie: "Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó là phán xét." Lời mời gọi thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, không chỉ có Kinh Thánh mà còn cả đa số mọi người cấm tin vào sự luân hồi. Thực ra, việc cho rằng có thể lý giải được sự thông cảm và ác cảm nơi con người, mối bất hòa trong gia đình, sự khác biệt trí khôn nơi con người hay việc người chết trẻ thì hầu như chẳng có ai chấp nhận cả. Tâm lý học hiện đại dùng phương pháp khoa học rõ ràng giúp giải thích lý do tại sao con người biểu lộ cách này hay cách khác, chứ không đem lại niềm tin vào sự luân hồi. Vì thế, thuyết luân hồi là một giáo thuyết chẳng đem lại lợi ích gì, chẳng thích hợp gì với niềm tin Kitô giáo. Tiêu biểu cho một tâm trí ngây dại là kẻ hủy diệt niềm hy vọng vào sự sống mai sau, chẳng giúp ích gì cho việc lý giải những bí ẩn của cuộc sống. Và vì là điều tệ hại, còn nguy hiểm đến độ nó là một lời mời gọi vô trách nhiệm nữa. Thực ra, nếu người nào tin rằng có được những kiếp sống khác hơn là kiếp sống này,
thì người ấy không gây ra nhiều phiền phức cho cuộc sống hiện tại, cũng chẳng đem lại được điều hứa hẹn lớn lao nào, cũng chẳng ăn nhập gì với hành động của người ấy. Người ấy luôn phải mơ tưởng rằng mình sẽ đầu thai vào các kiếp sống khác để làm cho những khiếm khuyết trong kiếp sống hiện tại thêm tốt hơn. Chỉ một lần. Trái lại, nếu người nào đó biết rằng điều kỳ diệu trong cuộc sống không bao giờ lặp lại và chỉ có một cuộc sống để biến những ước mơ của mình thành hiện thực, chỉ có năm nay để sống giây phút hiện tại, chỉ có những ngày tháng này và những đêm này để sống hạnh phúc với những người mình yêu mến, thì người ấy sẽ chú tâm nhiều hơn, không để lãng phí thời gian, chẳng đánh mất mình trong những điều vặt vãnh, cũng không lãng phí cơ hội. Người ấy sẽ sống từng phút giây cách mãnh liệt, tương quan tốt khi gặp gỡ và không để vụt mất bất cứ hoàn cảnh thuận lợi nào mà cuộc sống mang lại. Trong quãng đời của mình, trung bình một người làm việc 136.000 tiếng đồng hồ, ngủ nghỉ khoảng 210.000 tiếng, ăn khoảng 3.360 kg bánh, 24.360 quả trứng và 8.900 kg rau quả, sử dụng khoảng 507 ống kem đánh răng, trải qua 3 lần phẫu thuật, cạo râu khoảng 18.250 lần, rửa tay khoảng 89.000 lần, hắt hơi khoảng 14.080 lần, thắt cà vạt trong khoảng 52.000 lần trong dịp lễ hội và hít thở khoảng 500 triệu lần. Nhưng mỗi người chỉ chết một lần, và chỉ một lần mà thôi. Trước khi lấy lại quãng đời sống của con người, Thiên Chúa ban cho chúng ta khoảng thời gian duy nhất để luôn lấp đầy từng ngày sống bằng những việc làm yêu thương nhất. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe tôi. Xin chào quý anh chị em và cùng gặp lại quý anh chị em trong những video lần sau.